Hello. Rồi, kính chào mọi người ha. Hiện tại thì có một cái đám tang được an táng vào qua viên nè mọi người. Đó mọi người ha, rất là nhiều đạo tỳ đang di chuyển xuống. Hello. Đang di chuyển xuống cho mọi người ha. À, ui, quép luôn rồi. Quép luôn rồi. À, vô. Rồi, giờ thì đã tới chỗ ăn tán rồi mọi người ha. Chào, lại gặp nhau. Chuẩn bị đưa quan xuống nha mọi người. Giờ thì sẽ là lễ tổng bốn hội kinh nha mọi người ha. Hội kinh thứ tư là sẽ hàng ngày cho mọi người.
ở bên đây thì thấy cũng có một lỗ mới nè mọi người, cũng chuẩn bị cũng nay mai thôi nay mai thôi cũng có người nằm ở đây. Khi nào ở đây đào là có người nha mọi người, đào là có người hết. Hồi kia thầy chuẩn bị làm lễ mọi người ha, là có người hết rồi đó. Còn bên đây là che gạp thì chắc cũng chuẩn bị có người ở đó mọi người, chuẩn bị đào lỗ. Chỗ nào mà che gạp với lại mà có lỗ này là sắp có người an táng ở đây, rồi cũng như là ở bên kia thì chuẩn bị làm lỗ mọi người. Bây giờ thì thầy đang chuẩn bị tụng kinh mọi người ha. Còn cái chỗ mà đang thấy còn hoa với lại cát có nhang đèn á mọi người, là chưa đổ bê tông thì mới chôn ngày hôm qua, video đó thì em mới quay cho mọi người xem đó, có bên đó nha. Thank you.
rồi, thì chắc có lẽ video của em cũng xin kết thúc cho mọi người. Mọi người xem trong xin một like, một chia sẻ, thì cũng thành tâm chia buồn cùng với gia đình, cầu mong hương linh của chú về miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.